Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Thì ngày mai, ngày mùng 6 tháng 9 vào lúc 4 giờ chiều thì ở bên server Anzac còn Australia đấy, còn 15 giờ 17 giờ, nghĩa là 5 giờ chiều Việt Nam, và ở bên server Hồng Kông thì trận đánh xếp hạng 2021 2022 sẽ bắt đầu diễn ra. Vâng. Mấy tháng trước là thử nghiệm đấy anh em nhé, không chưa phải là luôn đâu. Đây mới là chính thức bắt đầu. Thì như anh em biết rồi đấy, thì mùa này cũng khá khá đồ mới đấy anh em. Nhưng thực ra là cả mấy cái cơ cấu với lại cách đánh ấy, thì nó vẫn giống như cái đợt thử nghiệm gì thôi, đợt thử nghiệm mấy tháng trước thôi. Thì cái đợt thử nghiệm ấy có gì thì bây giờ chúng ta cũng có như vậy. Và cái cơ chế thay đổi đó chính là trận đấu chỉ còn 10 người đấu 10 người thôi, nghĩa là mỗi bên chỉ có 10 người chơi, 10 chiếc xe tăng mà thôi. Đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn một chiếc pháo chống tăng, chỉ còn một pháo chống tăng, à đó chết lộn, chỉ còn một pháo tự hành, mình nói lộn nha, và hai xe hạng nhẹ thôi, chỉ còn một pháo tự hành và hai hạng nhẹ thôi. Điều đó làm cho cái trận đấu của chúng ta trở nên là dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn phải có rất là nhiều lưu ý. Tí nữa mình sẽ nói những cái lưu ý tại đánh 10 vs 10 sau nhé. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút nhanh thôi, đi đi sơ bộ nhanh thôi về cái thông tin chi tiết của trận đánh xếp hạng. Anh có thể vào ngay cái phần đây, cái phần dấu chấm than này này. Hiện tại thì lúc mình quay video này thì chưa có, anh em có thể vào ngày mùng 6 nó sẽ hiện ra nhiều hơn. Anh em có thể vào xem cửa hàng các kiểu của phân cấp ấy. Thì hiện tại cái chi tiết thì chúng ta có trận đánh xếp hạng đặc biệt đấy, anh em đọc ở đây thoải mái, tiến trình chạy phân cấp như thế nào, nó hạng ra sao. Đấy, đẳng cấp có cái khiên bảo vệ hoặc bậc cố định thế nào. Hệ thống xếp trận ra sao thì đây. Đấy, hệ thống xếp trận nó sẽ có những cái bậc như này để xếp trận này. Rồi thì nhận quân hàm thì đấy, trong này có, anh em cứ thoải mái đọc để biết điều kiện nhận quân hàm. Hệ thống kinh nghiệm trong này đấy nó cũng khá là rắc rối một chút, anh em có thể đọc đây công thức các kiểu này, mình anh em muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta cần phải chú ý cho mình cái việc vai trò nhé. Tất nhiên trong này có rất là nhiều vai trò, và hiện tại nó đã cũng cho vào cái những chiếc xe bình thường rồi, cho vào những cái trận đấu bình thường rồi anh em ạ, bởi vì nó cũng đã gắn cho các xe rồi, anh em thoải mái cầm vào đây đọc. Thì ở đây có tăng hạng nhẹ, vai trò tăng hạng nhẹ thế nào, tăng hạng trung thế nào, rồi tăng hạng nặng thế nào, pháo chống tăng thế nào, pháo tự hành đấy. Còn chỉ báo theo đúng vai trò thì trong khi anh em chiến đấu trong rank ấy, nó sẽ có một cái kinh nghiệm nó sáng lên, thì đấy là anh em làm đúng vai trò chiếc xe đấy khi mà chúng ta nhận được mấy cái thiệt hại ấy, kiểu vậy. Đấy, trận chiến lợi nó sẽ x2 cho chúng ta chẳng hạn, nó hiệu quả các kiểu, anh em thoải mái về đây đọc nhá. Về đề can đẹp trai hiệu, đấy nhiệm vụ mỗi ngày làm sao rồi. Hoặc là đây cửa hàng hôm nay thì có mới, nếu anh em tham gia những trận đấu trận đánh rank mấy tháng trước ấy thì cũng sẽ thấy là có Skoda T5 KBZ 50T, T100NT, rồi kiểu mẫu 3D đấy, kiểu như vậy đấy. Thì năm nay có thêm hai chiếc xe mới là Shark Lemon và Concept 1B. Concept 1B này là phần thưởng của năm ngoái anh em ạ. Thì năm nay Wyoming cũng ném vào giống như Wyoming đã làm với chiếc KBZ 50T ở đợt rank đầu tiên có cấp 9 nhá. Đấy, thần thừa cấp 9. Rồi, đấy nhiệm vụ đấu anh em sẽ vào đây để thêm chế bản, rồi thì phần thưởng bậc vòng loại có trái phiếu bạc, tài khoản freemium, vật phẩm và vàng nhá anh em. Nhưng mà năm nay vàng bị giảm đi rồi anh em ạ. Mùa trước chúng ta được 2.500 vàng nhưng năm nay chỉ còn 2.000 vàng thôi nếu chúng ta vào hạng. Đấy, xong phân cấp cuối cùng ấy. Và số lượng trái phiếu cũng như bạc cũng giảm đi rất là nhiều, ngày VIP các kiểu, nói chung là Winning nó rút ruột đi rồi anh em ạ. Mình không hiểu là tại sao rút ruột, chẳng lẽ 10 vs 10 nên chúng ta phải rút đi à? Mình không hiểu nhá. Phần thưởng hạng thì chúng ta có camo và phù hiệu ở bên cạnh tên. Đấy, rồi thì mấy cái vào cái phân hạng ấy kiểu đấy, vào vào cái bảng xếp hạng, vào phần thưởng cuối năm thì là mùa 4 SP2 đó. Đây này anh em có thể thấy phần thưởng vào hạng 3 3 token thì chúng ta có được từ này, 6 token chúng ta có được từ này, 9 token chúng ta được xe rồi đấy. Mất cái mấy cái vật phẩm rồi camo đấy, anh em thoải mái chọn đấy, thiết bị tùy màu tím ấy nhá, thiết bị tím thực sự là rất là tốt. Rồi thì bảng xếp hạng top người chơi trong năm, rồi phần thưởng cấp tiến. Thôi, nhưng điều chúng ta quan tâm nhất ở bây giờ đó chính là danh sách xe mà có thể mang đến hiệu quả, hiệu suất tốt nhất khi cày rank, khi vào trận đấu mà chúng ta vẫn thuộc top. Thứ nhất, mục tiêu đầu tiên chúng ta đặt ra phải lấy được quân hàm. Lấy được quân hàm thì chúng ta phải vào top. Đấy, chúng ta không thể ở ngoài top được, ngoài top là không có một cái gì cả, mang mất bao nhiêu là bạc, mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng ra ngoài vẫn không được cái quân hàm. Thì điều quan trọng chúng ta phải có những chiếc xe. Đấy, chúng ta lái những chiếc xe thật là tốt vào trận đấu. Thì đây, danh sách của mình đây anh em ạ. Đây là danh sách do mình đề xuất nhá. Có thể không phù hợp với lại nhiều người, nhưng cũng có thể anh em có thể tham khảo mình. Đấy. Hiện tại đứng đầu danh sách của mình đó chính là VZ55, một tân binh mới anh em ạ.
Đây là tân binh mới của năm nay. Vâng, chiếc xe này thực sự là nổi trội, quá nổi trội. Vào tay mình nhá, mình nói thật, chiếc Object 277, OB277 là một chiếc xe mình yêu thích rồi, nhưng mình còn yêu thích chiếc VZ55 hơn, bởi vì cách chơi của nó cũng như là cái việc nó có linh hoạt hai khẩu pháo, nhưng điều đặc trưng làm nên nó chính là khẩu pháo băng đạn hai viên Bloodstar kinh khủng. Một viên 490 chỉ trong vòng 2 giây xả, tổng cộng chúng ta có 920 đam, một con số cực kỳ lớn. Trong khi đó, khi chúng ta đánh rank, chúng ta cần phải phản ứng rất là nhanh này, cover đồng đội thật tốt này, dồn đam kẻ địch kinh khủng thì mới mang về chiến thắng. Thì chiếc xe này thực sự sẽ là một cái top đầu, một cái sự lựa chọn đầu tiên mình sẽ cầm vào rank. Và chiếc xe này được gắn mác là xe xuyên phá thì theo mình là đúng rồi, cũng nói chung là được. Đấy. Chiếc xe này thì mình có video rồi nhá, những chiếc xe nào mà mình làm video rồi anh em hãy tìm lại cho mình nhá. Đấy. Quay lại trở lại bản xếp hạng thì chúng ta sẽ tiếp tục với chiếc xe thứ hai. Và chiếc xe thứ hai đó chính là chiếc 27. Chiếc 27 này thì đúng là vậy, là một chiếc xe yêu thích của mình rồi. Chiếc xe này có nai tạp với hạng trung và hạng nặng thì thoải mái có thể đi được các vị trí khác nhau. Đấy, đi theo tăng hạng nặng, cỗ vợ hỗ trợ đằng sau cũng được, chờ gội thò thò đánh, hoặc đi cùng tăng hạng trung đẩy đường thật nhanh rồi móc địch các kiểu, thì chiếc xe 27 này sẽ làm cho anh em thực sự là ấn tượng khi đánh vào rank, đặc biệt là đánh 10 vs 10 anh em ạ. 10 vs 10 chiếc xe này hiệu quả cực kỳ luôn. Chúng ta phải có một đồng đội, những đồng đội thật là tốt mới đi đi cùng chiếc xe này anh em nhé. Đấy, chiếc xe này từng hình như là mình cày 3 mùa rank rồi, là chỉ bằng chiếc 27 về và chiếc S con que thôi anh em ạ. Rồi quay trở lại với danh sách, chúng ta sẽ đến với lại hai chiếc siêu hạng nặng anh em ạ. Mình sẽ để 60 TB ở siêu hạng nặng anh em nhé. Chiếc E100 và chiếc 60 TB, đây là một trong hai chiếc xe có cái khẩu pháo khủng là 15 cm, nhưng chiếc E100 này sẽ là lựa chọn tốt hơn 60 TB nếu là mình anh em nhé. Thứ nhất nhiều máu hơn, thứ hai có khẩu pháo 12,8 cm, alpha dam lớn so với cỡ nòng, và cái dam trên phút nó đạn nhanh cực kỳ luôn, 520 thì phải, 530 anh em ạ, 530 trong vòng 9 giây. Thì mình hỏi rằng chiếc IS7 hay chiếc 27 nào dám mặt đối mặt với chiếc xe này, và chiếc 60 TB có thể solo với nó không thì tùy anh em thoải mái. Thì chiếc xe này đang ở để tăng hạng nặng tấn công anh em nhé, và mình nghĩ rằng chiếc 60 TB cũng vậy thì phải, chiếc 60 TB cũng sẽ để là tăng hạng nặng tấn công. À, 60 TB của mình lại để là tăng hạng nặng xuyên phá à? Có độ cơ động tốt á. Thực ra của mình hình như để hơi sai, mình nghĩ chiếc 60 TB này nên để ở trước siêu hạng nặng hoặc là hạng nặng tiền tuyến thì tốt hơn, thay vì là chiếc xe hạng nặng xuyên phá, bởi vì chiếc xe này đi nó không được nhanh. Nhưng mà đây cũng là một chiếc xe mình sẽ khuyên anh em nên mang vào rank nếu anh em muốn chơi chắc, ăn chắc ở từng vị trí phòng thủ, hoặc là đẩy đẩy đường nhé, đẩy đường chậm chứ không phải là đẩy đường nhanh như là 277. Thì hai chiếc E100 và 60 TB sẽ đáp ứng được việc anh em có thể làm nên những cái chiến thuật đấy. Còn mau hay thoai năm thì thôi anh em thoải mái anh em thôi nhá, vào chỉ làm bia tập bắn thôi. Còn chiếc S Conquer, Super Conquero mình và chiếc E5 thì mình sẽ khuyên anh em hãy dùng chiếc Conquero hơn. Vì sao? Chiếc Conquero này thoải mái đánh đồi, bởi vì cái cục U của nó không to như chiếc E5, và nó không có một cái giáp rỗng anh em ạ, nó có cái giáp rỗng ở hai má này và cực kỳ là dày. Trong khi đó E5 ấy, E5 không có giáp rỗng ở trên thân cũng như giáp pháo, và có cái cục U ở bên trái này ở nuôi về đằng trước ấy, cho nên là nó sẽ bị chọc thủng rất là nhiều. Trong khi đó là chiếc S con que này cũng có một cái lượng đam trên phút cao, và cái thời gian ngắm cũng như là phân tán và ổn định của nòng pháo cực kỳ tốt, để chúng ta có thể là chiếm giữ những cái ngọn đồi anh em ạ, hoặc là có thể là đi cùng những chiếc xe tăng hạng nặng và chặt xích địch này, hoặc là xả đam thật là nhanh kết liễu thoải mái. Thì mình sẽ khuyên anh em hãy lựa chọn chiếc S con que này hơn. Rồi, chiếc xe mình sẽ phải cho thêm một chiếc xe nữa, thường thường mình chỉ lấy 5 chiếc thôi, nhưng nếu mà thật mình để chiếc VZ55 này là băng đạn rồi, bởi vì thường thường là trong 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 cái khuyên của mình ấy sẽ có nào là hỗ trợ này, rồi là phòng thủ tấn công hoặc là xuyên phá kiểu như vậy anh em. Đấy. À, chiếc S con que này để gì nhỉ? À, xe tăng nòng toàn toàn diện là có thể đánh được tình huống, đúng rồi. Chiếc S con que này có thể đánh được rất là nhiều tình huống. Thì mình muốn cho thêm một chiếc nữa, đó chính là chiếc Caravan. Đấy, chiếc Caravan này ấy, thực sự là một con xe băng đạn tốt anh em ạ. So với VZ55 thì chúng ta có thể bỏ qua đi, bởi vì VZ55 có thể là nó một trường phái kinh khủng khác rồi. Thì mình sẽ lấy ví dụ về chiếc 50TB, à 50B, 50B và chiếc T57 và chiếc Rhino Cerote. Thì mình sẽ khuyên anh em hãy dùng chiếc Caravan này để có thể đi cùng đồng đội và hỗ trợ
trong khi mà địch bắn ấy thì chúng ta hãy dùng chiếc Krava này để có thể là ra xả địch đấy, trong cái thời gian địch nó đạn đấy, đấy hoặc là chiếm giữ đồi cùng với chiếc S con que, thì chiếc Krava này sẽ đáp ứng được cho anh em rất là nhiều vị trí hỗ trợ tốt. Được rồi, đấy là danh sách xe tăng hạng nặng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại trước những chiếc xe năm chiếc xe tăng hạng chung mà mình có thể là đề xuất cho anh em. Chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc 430U. Vâng, anh em không nhầm đâu, chiếc 430U này xe hạng chung tấn công. Mình rất thích chiếc xe tăng hạng này bởi vì thứ nhất nó có một bộ giáp đủ dùng để chúng ta có thể chống chịu được khá khá loại đạn. Cái thứ hai, tốc độ 50 km/h tuy không tăng tốc nhanh, tuy không đạt tốc độ tối đa nhanh nhưng nó vẫn giúp cho mình, chiếc 430 ấy vẫn giúp cho mình đến đến được những cái vị trí cùng tăng hạng chung đội mình để tấn công đấy, có thể chèn ép đội địch được hoặc là cố thủ một cái vị trí ở đó, thì 430 sẽ giúp anh em làm điều đấy. Ngoài ra chiếc 430 này có đoạn hit, vì trong range anh em nó đoạn hit rất là nhiều, đoạn hit xuyên rất là cao, 340 có thể xuyên phá được khá khá các loại giáp đấy. Về đam 9 phút thì mình không ấn tượng lắm bởi vì chiếc xe này nó hơi nâu, nhưng mà không sao, đam 440 có thể đổi đam với những kẻ hạng trung khác cũng được, bởi vì tăng hạng trung cũng không có nhiều chiếc xe đổi đam được tốt như chiếc xe này. Rồi, cũng giống như chiếc 440 thì 440 cũng vậy, 440 tuy không phải là xe hạng nặng tấn công nhưng nó là xe hạng trung toàn diện, bởi vì nó cũng có giáp đủ dùng, giáp nghiêng đủ dùng thôi, không phải là quá khỏe như 430U, nhưng chúng ta có thể đi cùng bầy đàn, đi cùng đồng đội thật là nhiều, ba bốn người đi 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 quẩy ấy, đi xung quanh rồi xả đạn liên tục đấy, kết liễu rất là nhanh chóng đó. Có thể là thích ứng được khá khá bởi vì chiếc xe này mới được búp cho cái việc là hạ trừ nòng trừ 7, thì chiếc xe này có thể hạ nòng được khá khá hơn chiếc 430U ấy. Alpha đam à, trên nhầm đam 9 phút cao, thoải mái xả đam địch, độ xuyên tốt 264 ABCR, có thể ngồi bắn tỉa một chỗ nào đó, và đạn hit cũng vậy, cũng xuyên rất là cao 330 đấy. Xe tăng tiếp theo là xe tăng hỗ trợ thì phải, đó chính là chiếc STB1. Chiếc STB1 này ấy, cũng là xe tung trung toàn diện à. Được rồi, chiếc xe này thì chúng ta có một cái đặc biệt, đó chính là thủy lực hạ nòng có thể lên tới 10 trừ 14 độ, thì chiếc xe này thực sự sẽ có một cái tốc độ đủ dùng đấy nhá, không phải là đủ nhanh thôi, để có thể chiếm được những cái ngọn đồi, những cái mô đất, và chiếc xe này sẽ đánh phủ đầu địch, có thể anh em sẽ dùng để đánh phủ đầu địch cũng được, bởi cái quá trình nạp đạn này cực kỳ nhanh, nạp đạn 5 giây anh em ạ. Độ xuyên thì không quá ấn tượng và alpha đam cũng không cao, nhưng mà thực sự chiếc xe này có một cái lượng đam 9 phút cao nhất nhì hạng trung cấp 10 anh em ạ. Thì hãy sử dụng chiếc xe này để có thể là chặn đứng địch ở ngay đoạn đầu, và khi cảm thấy tình huống nó không tốt thì chúng ta có thể chạy đi tìm một vị trí khác. Chiếc xe tiếp theo mình muốn đề xuất cho anh em đó chính là Neopath 1. Chiếc xe này là hạng trung bắn tỉa, đúng vậy, đối với những anh em ngại giao tranh ở những cái vùng nóng thì chúng ta có thể giữ khoảng cách với địch ở xa, thật là xa một chút, khoảng 300 mét đổ đi, thì chiếc xe này sẽ đáp ứng được cho việc anh em bắn tỉa, bởi vì chiếc xe này sở hữu hai loại đạn ABCR đều bay rất là nhanh, độ xuyên cũng khá là cao, và cái đạn nổ nữa cũng xuyên 105, phù hợp cho cái việc anh em đổi đạn để có thể là bắn những kẻ địch giáp yếu như tăng hạng nhẹ, nhưng mà thực ra tăng hạng nhẹ chúng ta nên bắn hạng ABCR thôi. Đấy, thì chiếc xe này sẽ đáp ứng được cho anh em việc bắn tỉa thoải mái nhá. Chiếc xe cuối cùng trong danh sách đó chính là một chiếc xe yêu thích của mình thôi. Trong tất cả xe loại xe băng đạn ấy, băng đạn trong World of Tanks ấy, thì mình thực sự là mình không muốn cho chiếc TVB vào đâu, bởi vì chiếc TVB ấy đúng là sốc đam nhanh thật, nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi một cái tính toán để xả thật là tốt. Hoặc là chiếc Bát Chát 25T cũng vậy, khiếp, xả 3 5 5 viên đạn mất 11 giây thì chắc 11 giây đấy mình anh em mình bị gỏi rồi, nhưng mà nó cũng có nhiều trường hợp. Nhưng mình chỉ đề xuất cho anh em đó chính là chiếc Prozetto 60 năm. Chiếc xe này sở hữu cho mình cái hệ thống tái nạp đạn, nó sẽ giúp cho anh em xử lý rất là nhiều tình huống hay, xả một viên xả hai viên xong ngồi nắp đạn đấy. Ngoài ra thì sở hữu cho mình là đạn ABCR bay rất là nhanh, 1.000 gần 1.500 m/s, xuyên cao anh em ạ, xuyên 268, con số tốt. Và ngoài ra đạn hit cũng vậy, xuyên 330, nhưng chúng ta phải lưu ý về cái tốc độ ngắm cũng như độ gun handling, độ ổn định ấy, nó cũng đã bị warming nép đi một chút rồi, thì chúng ta nên căn ke làm sao cho chuẩn một chút, thì chiếc xe này cũng sẽ ở một cái vị trí hỗ trợ tốt khi mà chúng ta tận dụng được cái tái nạp đạn. Rồi, đó chính là năm chiếc xe tăng hạng chung mà mình đề xuất trong danh sách này. Tiếp theo đó chính là pháo chống tăng. Mình sẽ nói nhanh thôi, mình sẽ không vào những chiếc xe này nữa. Về chiếc E4 này thì mình muốn cho chiếc xe E4 là một chiếc xe pháo chống tăng vào trong danh sách này, bởi vì nó có tháp pháo. Thứ nhất là nó có tháp pháo, cái thứ hai là cái bộ giáp không quá là yếu để những chiếc xe khác làm ngoài chiếc xe này nhanh chóng. Và chiếc E4 này hoàn toàn anh em có thể thay thế chiếc xe tăng hạng nặng, đi cùng nhau cũng được, đi cùng tăng hạng nặng để có thể thập thò những cái góc bắn xong nồi đấy, chờ cơ hội địch.
Rồi, thêm một chiếc xe bắn tỉa. Hai chiếc xe này đều hai chiếc xe bắn tỉa anh em nhé. Đó chính là 103B và Greenland 15. Thì chiếc SRV này nó một sở hữu cho mình một cái đam trên phút khá là cao anh em ạ, khá là cao. Ngoài ra thì tốc độ bắn cực kỳ tốt, có thể chặn đứng những kẻ địch mà đang đi giữa đường luôn, có thể chặt xích xong là xả chết thì thôi, và một cái camo tốt. Đấy, tốc độ di chuyển nhanh chóng, có thể thay đổi vị trí, nhưng mà lưu ý về cái việc là tháp pháo bị gắn trên xe. Chiếc Greenland 15 này thực sự là một con xe có khẩu pháo 15 cm, chuẩn thuộc hàng chuẩn nhất game anh em ạ. Mình không biết là có xe nào sắp tới sẽ đánh bại cái khẩu pháo 15 cm chuẩn này không, nhưng mà mình không biết. Thì chiếc Greenland này cũng là một chiếc loại bắn tỉa, có thể anh em sẽ đứng ở xa sử dụng khẩu pháo 15 cm cực kỳ khủng này, bắn kẻ địch ở xa chuẩn. Chiếc V4 Object 268 V4 này thực sự là cũng có thể đi cùng chiếc E4 này được, hoặc đi cùng tăng hạng nặng để có thể là càn càn theo mức là thành mũi giáo ấy, đi đầu ấy. Nhưng mà hãy lưu ý rằng chiếc V4 này giáp không còn như xưa, và trong ranh họ sẽ nó đạn vàng rất là nhiều, hãy chú ý về bộ giáp. Ngoài ra sở hữu khẩu pháo cũng là 152 mm này, nhưng mà lưu ý về đạn Phara một chút là 650. Mình có cho chiếc FV405 này vào, vì sao? Mình định chưa cho chiếc Badger vào cơ, hoặc là cho chiếc E3 vào, nhưng mà không, mình quyết định cho chiếc FV405 vào, bởi vì chiếc xe này có thể đứng ở một cái tầm trung nào đó, chẳng hạn 250 m đổ về 300 500 để đứng từ xa, lót đạn vàng Hess 1750. Tuy tuy nhá, đối với những người mà bắn cái giao tranh gần ấy thì chiếc xe này không tốt lắm, bởi vì chỉ cần nổ ra cái là bay một đống gạch vào mồm rồi. Nhưng nếu chúng ta đứng ở xa lót đạn vàng, tất nhiên mình biết 1.13 đạn nổ nó sẽ thay đổi cái cách con xe này bắn, nhưng mà chúng ta vẫn méo mó có hơn không. Hãy cầm chiếc xe này vào, xả đạn vàng, trúng thì xuyên, xuyên thì gây đam cực kỳ lớn, còn không xuyên thì đen thì mất 300, ngon thì mất 600 máu. Đó, đứng ở xa và xả, không cần phải ngắm quá nhiều, chỉ cần căn ke làm sao cho đạn bay chuẩn vào địch là được rồi. Còn lại hãy để cho cái đạn nổ đấy, đạn Hess đấy tự làm công việc của mình là xuyên vào giáp. Ok, về tăng hạng nhẹ mình sẽ có đề xuất 4 chiếc ở đây, đó chính là chiếc AMX 13105, thì video gần đây mình có nói rồi, chiếc T100NT cũng vậy, thì mình cũng đã có nói hai chiếc xe này hoàn toàn có thể làm chủ được cái map nhá, vẫn làm chủ được cái việc trinh sát cũng như là hỗ trợ hỏa lực thoải mái. Còn lại hai chiếc Manticore và EBR, hai chiếc xe này là cao nhất nhì camo cấp 10, tăng hạng nhẹ cấp 10, thì nó sẽ đáp ứng được cái việc là chúng ta có thể là dùng để trinh sát tốt. Như chiếc Manticore này có thể cắm bụi một lúc rồi di chuyển theo kiểu chủ động bị động. Còn EBR 105 thì luôn luôn chiếm được những vị trí đảo ấy. Đầu tiên sẽ là đảo đảo xem soi địch ở đâu để giúp cho đồng đội có cái bao quát về tầm nhìn. Cái thứ hai, chiếc xe này hoàn toàn có thể chiếm những cái bụi ở khá là xa mà địch không hề biết, hoặc là những cái bụi mà rất là nhỏ, bởi vì chiếc EBR cũng là một chiếc xe nhỏ nhắn mà anh em. Rồi, còn về pháo mình nói nhanh luôn là anh em hãy dùng chiếc 261 hoặc GW thế thôi. Còn lại chiếc GC bây giờ không còn tốt nữa rồi, biết sao không? Chiếc GC không còn tốt nữa bởi vì chỉ còn 10 vs 10 thôi thì sẽ không đứng tụ tập nhiều như là hồi hồi 15 vs 15 nữa. Đấy, anh em hiểu ý mình chứ? Không còn tụ tập đứng đông nữa. Vì thế, cả kể chiếc T92 cũng vậy, cũng không thể bắn được những vùng mà đông người nữa, mà rất là ít người rồi. Đấy. Thì anh em nghĩ sao về danh sách của mình? Tất cả những cái chiếc con xe trong này ấy, thì có kha khá nhiều chiếc xe mình đã làm video rồi. Đấy, thì anh em hãy tìm lại nhé. Nếu anh em thắc mắc con xe nào thì hãy tìm lại một chút. Thì hầu như là bốn con xe tăng hạng nhẹ này là mình có hết video rồi này. Chiếc 405 này có rồi này, V4 có rồi, 103B có rồi, E4 có rồi, STB có rồi, Bolo 65 có rồi này, 40 có rồi, Neobat 1 có rồi, Caravan có rồi, 60TB có rồi, E100, 27 và VZ55 có rồi. Đấy, chỉ còn những chiếc như là S Conquer 430 rồi, chiếc Greenland đấy là chưa có thôi. Anh em thoải mái vào trong kênh YouTube của mình để tìm những cái video đấy nhé. Rồi, anh em nghĩ sao về danh sách của mình? Anh em có bổ sung không? Hay là anh em có hỏi mình về những cái chiếc xe mà mình đề xuất không? Lưu ý cho mình nhé, đây là danh sách của mình đề xuất, và theo cách chơi của mình là chủ yếu là thiên về ổn định này, về độ ổn định của nòng pháo này, về độ dồn đam này, đấy, về độ linh hoạt này, là những chiếc xe này có thể đáp ứng được. Đó. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu thấy danh sách này thật là thú vị và hay, hữu ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhá. Chúc anh em chuẩn bị bước vào một mùa rank 2021-2022 thật là tốt, thật là hiệu suất cao, nhanh chóng lấy được những cái phần thưởng mình muốn. Và đừng quên theo dõi kênh của mình để chuẩn bị cùng mình. Những ai mà không tham gia được rank trong đợt này có thể theo dõi mình để cùng mình theo dõi live stream chiến đấu rank trong ngày hôm thứ hai này nhé. Thực ra ngày mùng 6 tháng 9 mình có một cái giải đấu 3 vs 3 anh em ạ, cho nên ngày mùng 7 tháng 9 mình sẽ stream rank sau, còn mùng 6 tháng 9 mình sẽ tổ chức giải, mong anh em tham gia xem giải hoặc là tham gia giải này nhé, mình sẽ để link giải ở bên dưới.
Nào, ok. Cảm ơn anh em theo dõi. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.